Rạng sáng nay mùng 7 tháng 8, hai trận bán kết để xác định những cái tên vào chung kết bóng đá nữ Olympic Paris 2024 đã diễn ra. Ở trận bán kết 1, tuyển bóng đá nữ Mỹ đã gặp Đức. Hai đội từng gặp nhau ở vòng bảng khi Mỹ giành chiến thắng với tỷ số 4-1. Tuy nhiên, khi gặp lại ở bán kết, tuyển bóng đá nữ Đức đã rút ra nhiều kinh nghiệm từ trận thua trước đó. Lối chơi chặt chẽ của tuyển Đức khiến Mỹ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Kết quả hòa không bàn thắng được duy trì trong 90 phút thời gian thi đấu chính thức. Đến hiệp phụ thứ nhất, Olivia Smith ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 95, qua đó giúp Mỹ giành vé vào chơi trận chung kết bóng đá nữ Olympic Paris 2024. Ở trận bán kết còn lại là màn so tài giữa Brazil và Tây Ban Nha. Hai đội cũng từng gặp nhau ở vòng bảng khi tuyển nữ Tây Ban Nha giành chiến thắng với tỷ số 2-0, còn Brazil lọt vào vòng tứ kết như là một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Nhưng kịch bản ở trận bán kết diễn ra hoàn toàn trái ngược so với vòng bảng. Brazil sớm có bàn thắng mở tỷ số sau pha phản lưới của Irene Hernandez ngay ở phút thứ 6, sau đó liên tục nới rộng cách biệt với những pha lập công của Gabi Portillo, Ariana. Tây Ban Nha nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ và có được hai bàn thắng của Paraluelo ở những phút cuối trận. Nhưng đến phút 90+2, Caroline đã ghi bàn ấn định chiến thắng với tỷ số 4-2 cho tuyển nữ Brazil, qua đó vào chơi trận chung kết bóng đá nữ Olympic Paris 2024 sẽ diễn ra vào 22 giờ ngày 10 tháng 8.